không phải là Photoshop, mà đây là sự bắt đầu của hành trình chinh phục nước Mỹ. Bên dưới hình ảnh là lô ô tô đầu tiên của Hyundai vượt Thái Bình Dương sang Hoa Kỳ vào năm 1986. Còn bên trên là hình ảnh những chiếc VinFast đầu tiên của Việt Nam sẽ xuất hiện ở xứ cờ hoa. Bắt đầu vào cuối năm nay, tờ Han Ki-ung viết rằng những người gốc Hàn Quốc sinh sống tại Hoa Kỳ đã rơi nước mắt khi chứng kiến một bước tiến lớn lao của đất nước Hàn Quốc khi những chiếc Hyundai lăn bánh trên đường phố Manhattan, San Francisco vào thập niên 80 của thế kỷ trước. Phần đông những người dân Hoa Kỳ vẫn còn nghĩ Hàn Quốc là một quốc gia cực kỳ nghèo đói. Ngay sau chiến tranh, với những chiếc xe Hyundai vượt biển vào năm 1986 ấy, Hàn Quốc đã được ghi dấu như là một quốc gia hùng vĩ. Những chiếc xe VinFast đầu tiên đến Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua đã tạo những xúc động không hề nhẹ với những người có dòng máu Việt Nam chân chính đang sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ. Việt Nam cũng được biết đến với chiến tranh, đói nghèo và dần được quan tâm như một quốc gia sản xuất được ô tô. Phó Chủ tịch Hyundai tại Hoa Kỳ, ông Hatami cho biết việc Hyundai đưa xe đến nơi đây là một quyết định dũng cảm, đầy rủi ro, thách thức nhưng sẽ tạo những hiệu ứng không tưởng vì chỉ cần những chiếc xe này được chạy tại Hoa Kỳ, được người dân Hoa Kỳ sử dụng, coi như đã vượt tiêu chuẩn khắt khe nhất thế giới, dễ tiến tới các thị trường khác hơn. Đến được Hoa Kỳ đã là một thách thức khó khăn rồi, di chuyển và bán được còn khó khăn hơn gấp nhiều lần vì người dân nơi đây đã có quá nhiều sự lựa chọn. Năm trước, khi những chiếc xe điện VinFast lần đầu tiên xuất hiện tại Mỹ, người ta ngờ rằng đây chỉ là một chiêu trò quảng bá để bán được nhiều hơn tại Việt Nam. Một lý do khác nữa, đó là Hoa Kỳ là quốc gia có những tiêu chuẩn rất khắt khe về tính an toàn, vận hành của một chiếc ô tô mà VinFast lại là một hãng non trẻ. Giờ đây, những vấn đề này đã được giải đáp một cách không thể thuyết phục hơn. Tất nhiên, chẳng phải bằng những chiêu trò như Photoshop hay chỉnh sửa ảnh. Chủ tịch của Vingroup, Phạm Nhật Vượng, có một tham vọng cắm cờ tại nước ngoài. Nếu cắm vào Myanmar, Campuchia và Lào thì không oai cho lắm. Đã thế, cắm hẳn vào một chỗ oai nhất mà vẫn kinh doanh được cho nó kinh. Nơi oai nhất là đâu? Chính là Mỹ, siêu cường lớn nhất thế giới. Nhiều người từng đánh giá đây là một tuyên bố mạnh miệng vì vào Mỹ chưa bao giờ là dễ dàng. Nhiều người khắt khe thì nói là tự tin thái quá. Nhưng trải qua mấy năm trời, khi những VinFast đã, đang và sắp xuất hiện trên đường phố đất nước Mỹ thì những lời nói giao lưu năm ấy đã trở thành sự thực.